Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, năm 2020, hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước sẽ diễn ra sôi nổi với nhiều doanh nghiệp đã được nhắc tới trong quyết định số 26 của Thủ tướng Chính phủ, buộc 93 đơn vị phải cổ phần hóa như Mobifone, Agribank, Vinacomin, Vinafood 1, Gen 1 và Gen 2. Tuy nhiên, thì hoạt động thoái vốn có thể sẽ diễn ra chậm và không đúng kế hoạch đề ra khi thị trường chứng khoán đang gặp các yếu tố rủi ro từ bên ngoài. Chuyên đề chứng khoán cuối tuần này sẽ đề cập đến vấn đề này với chủ đề Cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước phần 2 có thể không đạt kế hoạch đề ra. Mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp của chúng tôi về hoạt động thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước trong thời gian vừa qua. Theo kế hoạch sẽ có 127 doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2017-2020. Tới nay chỉ có 37 doanh nghiệp trong danh mục 127 doanh nghiệp thực hiện, đạt 29% so với kế hoạch. Với kế hoạch thoái vốn nhà nước tại 406 doanh nghiệp, trị giá khoảng 60.000 tỷ đồng, hiện tiến hành được tại 44 doanh nghiệp, thu về giá trị là 4.566 tỷ đồng, đạt 7,5% so với kế hoạch. Tỷ lệ thoái vốn đạt 53,3% với giá thoái vốn trung bình là 44.763 đồng một cổ phiếu. Dữ liệu loại trừ một trường hợp đột biến của công ty cổ phần in báo Lào Cai thoái vốn ngày 17 tháng 12 năm 2019 với giá trung bình là 16,5 triệu đồng một cổ phiếu. Theo quy định, các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa 90 ngày phải thực hiện đăng ký giao dịch trên Upcom, nhưng mới chỉ có 64,2% doanh nghiệp đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán. Sau khi nhà nước rút vốn khỏi các doanh nghiệp để nhà đầu tư bên ngoài tham gia, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cải thiện khá nhiều. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE trung bình 3 năm sau thoái vốn 15,4%, trong khi trước khi thoái vốn là 12,4%. Tương tự, lợi nhuận trên tài sản ROA trung bình trước thoái vốn là 1,5%, trong khi sau thoái vốn ở mức 1,6%. Tuy nhiên, tổng tài sản vốn chủ sở hữu lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng giảm dần sau cổ phần hóa. Trước khi thoái vốn, tăng trưởng tổng tài sản có xu hướng tăng, sau đó chững lại. Tới năm thứ 2 mới dần cải thiện, khả năng doanh nghiệp sau thoái vốn mất khoảng 2 năm để tái cơ cấu lại tài sản, đồng thời cải thiện hiệu quả qua tăng trưởng lợi nhuận sau thuế. Trong bối cảnh dịch bệnh SARS-CoV-2 có diễn biến ngày càng phức tạp, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chịu nhiều tác động tiêu cực. Cụ thể thì tính chung trên toàn châu Á, VN Index là chỉ số chứng khoán giảm mạnh thứ hai trong phiên ngày 24 tháng 2, chỉ xếp sau KOSPI của Hàn Quốc với mức giảm lên tới 3,87%. Khối ngoại cũng đẩy mạnh bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng trên toàn thị trường từ sau Tết tới nay. Những yếu tố bất lợi này trên thị trường có thể làm chậm tiến trình cổ phần hóa thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước mà chính phủ đã đề ra. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24 tháng 2, chỉ số VN Index giảm 29,75 điểm, tương đương 3,19% xuống 903,34 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2019 tới nay. Tính tới hết phiên này, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm cả ba sàn HOSE, HNX và Upcom chỉ còn 4,14 triệu tỷ đồng, giảm khoảng 337.000 tỷ đồng, tương đương 14,5 tỷ đô la Mỹ so với thời điểm trước khi nghỉ Tết. Theo giới chuyên gia, hoạt động thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước nhiều khả năng sẽ khó khăn do hiện tại thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh SARS-CoV-2. Khi mà tiến hành cổ phần hóa, khi mà tiến hành đàm phán, thì doanh nghiệp luôn muốn rằng mình có đang thể hiện được tốt nhất, thì có thể thấy rằng trong năm 2019 đến nay ấy, thì rất là nhiều doanh nghiệp gặp vướng mắc trong cổ phần hóa, bởi vì họ vẫn đang triển khai các cái kế hoạch kinh doanh của mình, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp lớn của nhà nước, khiến cho cái việc mà tìm kiếm các đối tác, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược ở nước ngoài đang gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, một trong những điểm yếu đã diễn ra trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian vừa qua chính là hoạt động công bố thông tin không được chú trọng, cũng như chất lượng còn ở mức thấp. Điều này làm giới đầu tư nước ngoài e ngại khi rót vốn vào các doanh nghiệp trên thị trường. Đặc biệt, giới phân tích cho rằng hầu hết các doanh nghiệp nhà nước đều không đẩy mạnh hoạt động công bố thông tin, khiến cho nhà đầu tư rất khó tiếp cận, làm giảm sức hút của chính các doanh nghiệp này. Cái khó của những nhà đầu tư khi mà tham gia vào đầu tư những doanh nghiệp IPO, đấy là những doanh nghiệp đó thường là không có một cái quá trình lịch sử trên sàn niêm yết để họ có thể nắm bắt được cái thông tin của doanh nghiệp đó. Cho nên là khi mà mua một doanh nghiệp nào đó thì người ta đặt phải cảm thấy tin tưởng được cái ban lãnh đạo của doanh nghiệp và thực sự tâm huyết của doanh nghiệp.
không chỉ là tâm huyết với vấn đề kinh doanh mà còn vấn đề là còn rất là minh bạch và bảo vệ lợi ích của họ. Thì phải hội tụ rất nhiều cái tiêu chí như vậy thì thực sự là một cái IPO mới là thành công. Còn nếu không thì nó sẽ chỉ thành công được nếu như mà cái giá bán là thật sự là rẻ so với cái giá trị thật của doanh nghiệp đó. Theo quy định, các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa 90 ngày phải thực hiện đăng ký giao dịch trên Upcom, nhưng mới chỉ có 64,2% doanh nghiệp đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán. Điều này cũng cản trở hoạt động thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước. Số doanh nghiệp còn lại phải thực hiện cổ phần hóa trong năm 2020 theo kế hoạch là 92 doanh nghiệp, tức là một con số rất là lớn. Và đặc biệt cái tình hình niêm yết đăng ký giao dịch của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa cũng vẫn còn chậm. Điều này nó sẽ tác động trực tiếp đến cái tính công khai và minh bạch của các cái doanh nghiệp này. Đồng thời nó cũng hạn chế cái công tác giám sát, thực hiện quản trị công ty của các cái doanh nghiệp này. Vấn đề thoái vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh sẽ giải được bài toán từ hai chiều về cả tăng quy mô cho thị trường lẫn tạo điều kiện để nguồn vốn ngoại đổ vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Tính đến nay, thì theo báo cáo của Cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính, mới có một doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa. Như vậy, còn 92 doanh nghiệp sẽ phải tiếp tục tổ chức thực hiện để hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa trong năm 2020. Trong đó, thì thành phố Hồ Chí Minh có 38 doanh nghiệp và thành phố Hà Nội có 13 doanh nghiệp. Giải pháp để thúc đẩy quá trình này là gì? Mời quý vị tiếp tục theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Theo quy định của cái Nghị định 167 về sắp xếp cơ sở nhà đất, thì tất cả các cái doanh nghiệp 100% vốn đều phải thực hiện sắp xếp. Thế thì đối với cả cái doanh nghiệp mà cổ phần hóa thì phải có cái phương án sử dụng đất. Thì ở đây thì cái nghị định 126 thì chính phủ giao Bộ Chính để trình thì sẽ quy định thêm về cái quy trình thủ tục thẩm định, quy trình thủ tục về cái phê duyệt phương án sử dụng đất. Thì trong đó là quy định về cái cơ quan đại diện sở hữu sẽ phải phê duyệt về cái phương án sử dụng đất theo cái quy định về cái sắp xếp cơ sở nhà đất đối với tài sản công. Trong cái thời hạn tối đa là 90 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa, thì tổ chức phát hành phải hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký cổ phần cổ phiếu tại trung tâm lưu ký và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Như vậy, cái thị trường Upcom thì như quý vị đã biết thì trước đây chỉ bao gồm cái công ty đại chúng chưa niêm yết, nhưng hiện nay đã được bổ sung thêm một đối tượng nữa, đó là cái doanh nghiệp mà nhà nước là cổ phần hóa. Thì cái việc này, việc mà cái quy định này cũng đã giảm tải cái cải cách thủ tục hành chính mà đã thực hiện, mà chính phủ đã đề ra. Thì trước kia như quý vị đã biết thì nếu mà doanh nghiệp mà muốn đăng ký đấu giá và đăng ký giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa trên Upcom thì phải ít nhất vài tháng, do doanh nghiệp phải nộp 4 cái bộ hồ sơ mà theo các quy định khác nhau. Đấy là hồ sơ đăng ký đấu giá bán cổ phần tại Sở Giao dịch, hồ sơ của công ty đại chúng đăng ký với lại Ủy ban chứng khoán sau khi việc hoàn tất cái việc đấu giá và chuyển thành công ty cổ phần, hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký và hồ sơ đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thì doanh nghiệp phải hoàn phải nộp 4 cái hồ sơ như thế thì cũng tương đối là mất thời gian và cũng gây cái phiền hà cho doanh nghiệp. Thì theo cái quy định mới thì thưa các quý vị đại biểu, thì doanh nghiệp chỉ phải nộp hoàn thiện một cái bộ hồ sơ duy nhất gửi đồng thời cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán mà nơi cái tổ chức đấu giá VSB và HNX là Sở Chứng khoán Hà Nội. Trong khi đó thì nhà đầu tư khi mà đăng ký tham dự đấu giá phải cung cấp số tài khoản giao dịch chứng khoán để lưu ký cổ phần qua đấu giá. Nhà đầu tư có thể giao dịch ngay khi mà cổ phiếu được giao dịch trên Upcom. Thì sau khi có cái kết quả thanh toán thì sở nơi tổ chức đấu giá sẽ chuyển kết quả trực tiếp cho VSD, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và các cơ quan này sẽ tự động thực hiện các việc công việc tiếp theo để đưa cái cổ phiếu của doanh nghiệp nhà nước đã đấu giá lên giao dịch ở trên thị trường Upcom. Thì những cái quy định mới này thì cũng đã tiết kiệm được cái thời gian, nhân lực và giảm tải cái thủ tục hành chính, và cũng góp phần là tăng cái hiệu quả cho nền kinh tế. Cái việc cơ chế chính sách thì đã đủ rồi, thì có cái tổ chức thực hiện và cái vấn đề hướng dẫn tổ chức thực hiện thôi. Thì nếu chúng ta làm tốt cái này thì sẽ đẩy nhanh tiến độ. Thực tế thì rất nhiều doanh nghiệp người ta đã chủ động làm rồi, nhưng đúng là trong quá trình làm thì người ta thấy là nó cũng có nhiều cái thủ tục, nhiều cái quy trình nên nó chưa thống nhất, nó chậm. Các hình thức thoái vốn thì nó đòi hỏi phải đa dạng và nó phải hội nhập, nó phải phù hợp với thông lệ quốc tế. Thì tại sao chúng ta lại cứ giới hạn và thiếu đi rất nhiều hình thức mà trong những trường hợp cần thiết thì chúng ta phải áp dụng? Như anh Bằng nói ngày xưa, chúng ta kiến nghị cái
trường hợp gì nhỉ? Ở book building đấy thì dựng sổ đấy. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu cả. Nó rất cần thiết cho những cái trường hợp mà ví dụ như nếu mà M&A sao? Bán tới trên 51% thì sao? Đấy là những cái vấn đề mà chúng ta không thể đem ra, chúng ta sử dụng các hình thức mà chúng ta hiện có bây giờ thì nó lại chưa chắc đã phải phù hợp và hiệu quả. Để có thêm những thông tin về hoạt động cổ phần hóa thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Phạm Đức Trung, trưởng ban nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp CM. Mời quý vị cùng theo dõi. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay của kênh truyền hình VITV. Thưa ông đánh giá như thế nào về công tác thực hiện cổ phần hóa cũng như là thoái vốn tại các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua? Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 26 để mà chuyển toàn bộ cái 72% mà chưa đạt kế hoạch sẽ phải chuyển sang năm 2020. Nhưng vấn đề nó không phải là chỉ là cái số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa không đạt kế hoạch, mà về chất lượng cổ phần hóa thực sự là vẫn còn nhiều cái vấn đề cần phải xử lý. Ngay cả các doanh nghiệp mà đã cổ phần hóa rồi thì cũng không hoàn thành cái kế hoạch theo phương án đã được phê duyệt. Phương án đã được phê duyệt bao gồm cái việc bán vốn cổ phần rồi tỷ lệ phần trăm nhà nước giữ lại đều không đạt. Tính bình quân ra chỉ có 55% cái cổ phần bán ra là trúng giá thành công. Và nhiều doanh nghiệp thì không bán được cổ phần ra bên ngoài, và vì vậy dẫn tới cái việc không thu hút được đầu tư tư nhân, không tái cấu trúc được sở hữu cũng như là quản trị của doanh nghiệp nhà nước. Và vì vậy mà có thể nói là nhiều ý kiến lo ngại về việc không hoàn thành cái mục tiêu của cổ phần hóa 2016-2020. Vậy đâu là những nguyên nhân dẫn tới tình trạng chậm cổ phần hóa như vậy ạ? Hiện nay thì cái nguồn cung cổ phần hóa nó tương đối lớn so với cả cái khả năng hấp thụ của thị trường, dẫn tới cái việc không bán được cổ phần. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có nhiều doanh nghiệp nhà nước thuộc đối tượng cổ phần hóa nhưng nó không đủ sức hấp dẫn đối với cả các nhà đầu tư. Các chỉ số kinh doanh trước cổ phần hóa nó không đảm bảo được cái hiệu quả tài chính cần thiết, và vì vậy mà dẫn tới cái kết quả yếu kém trong cái việc là bán cổ phần nhà nước. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai là thuộc về chính sách và pháp luật về cổ phần hóa. Mặc dù trong thời gian qua đã có nhiều đổi mới nhưng vẫn tạo nên những cái khó khăn lung túng nhất định cho các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp khi triển khai thực hiện, đặc biệt là vấn đề đất đai và xử lý tài chính của doanh nghiệp cổ phần hóa. Theo quy định hiện hành thì doanh nghiệp cổ phần hóa phải được phê duyệt phương án sử dụng đất trước khi phê duyệt phương án cổ phần hóa. Tuy nhiên cái việc phê duyệt phương án sử dụng đất hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là trong thời gian qua, đối tượng của cổ phần hóa là những doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, là những tập đoàn, tổng công ty có phạm vi hoạt động rất là rộng. Đấy, cái nhóm nguyên nhân thứ ba, theo tôi quan trọng nhất, nó vẫn chính là cái công tác của tổ chức thực hiện. Nó chính là câu chuyện về trách nhiệm của các cái cơ quan tổ chức có liên quan trong việc đôn đốc chỉ đạo công tác cổ phần hóa. Và vì nhiều lý do thì cái việc e ngại trách nhiệm nó vẫn diễn ra trong cái việc quyết định cái phương án cổ phần hóa, đặc biệt là khi có những cái vướng mắc trong cái xử lý đất đai, trong cái việc quyết định giá trị doanh nghiệp, quyết định phương án cổ phần hóa, quyết định giá bán cổ phần nhà nước, thì các cơ quan có thẩm quyền thì thường là e ngại trách nhiệm và không dám quyết định những cái thẩm quyền mà pháp luật đã trao cho mình. Vậy với những cái nguyên nhân ông vừa nêu thì đâu là những cái giải pháp để giúp cho tiến trình cổ phần hóa thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước diễn ra nhanh và hiệu quả hơn, đặc biệt là có thể hoàn thành mục tiêu 93 doanh nghiệp được thực hiện cổ phần hóa trong năm 2020 ạ? Trước hết là phải sửa đổi và bổ sung các cái quy định về trình tự thủ tục tiến hành cổ phần hóa và để mà giải quyết cái vấn đề là đất đai. Có lẽ là có hướng tính tới không nhất thiết cứ phải hoàn thành phương án cổ phần hóa, phương án sử dụng đất đai trước khi phê duyệt cái phương án cổ phần hóa, vì đây là một cái giai đoạn nó có một cái quá trình và vậy có thể tiến hành đồng thời. Và cái nhóm giải pháp tiếp theo có lẽ là phải nâng cao được cái ý thức trách nhiệm, như là cái xử lý cái người đứng đầu trong cái việc làm chậm cái tiến trình cổ phần hóa, đặc biệt là những người lãnh đạo, người đứng đầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu và lãnh đạo của doanh nghiệp có những hành vi không
tích cực trong việc thực hiện cổ phần hóa, và nhiều thảo luận về cái việc này đã cho rằng là cái trách nhiệm về hoàn thành cái kế hoạch cổ phần hóa phải được coi là cái trách nhiệm chính trị của người đứng đầu các cơ quan có liên quan. Cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay của kênh truyền hình VITV. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này trên kênh truyền hình VITV. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.